dựng tóc gáy với người đàn ông đầu người đuôi ngựa vì phạm phải lời nguyền. Rất đông người hiếu kỳ đã vây kín xung quanh người đàn ông này khi anh ta liên tục kêu gào thất thanh, la hét thảm thiết, tay bất lực chống xuống cát, hai chân duỗi thẳng ra phía trước. Thế nhưng nhìn kỹ thì bàn chân người này không giống như bình thường, mà có vẻ như cặp chân của một động vật móng guốc, rất giống chân ngựa. Người thì tay cầm điện thoại ghi lại cảnh tượng hải hùng, người thì liên tục lại gần sờ khắp người thanh niên để xác nhận xem điều họ đang thấy có phải sự thật hay không. Điều kỳ quái chưa dừng lại ở đó, khi ly cam ra sau thì mọi người còn sởn gai ốc khi phát hiện thứ kỳ dị mọc ra từ phía sau của thanh niên là một cái đuôi đầy lông. Không chỉ người dân mà cả người xem cũng ớn lạnh khi đoạn clip được đăng tải. Liệu thanh niên này đã làm điều gì đó chạm vào thần linh nên bị dính lời nguyền phải hóa thành thân trâu ngựa? Hay đây chính là người ngoài hành tinh như trong các truyền thuyết vẫn thường nhắc tới? Một số khán giả khác thì cho rằng chỉ là tiểu xảo mà thôi, bàn chân thật có thể đã được chôn vùi dưới cát. Còn mọi người thì có suy nghĩ như thế nào? Hãy comment ngay bên dưới nhé!